Bệnh bạch hầu hay còn gọi là lao là một bệnh lây nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường tấn công vào phổi nhưng có thể ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan khác của cơ thể. Đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta do tính lây nhiễm cao. Vi khuẩn bạch hầu rất dễ lây lan từ người này sang người khác qua tiếp xúc gần hoặc qua không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Khả năng gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không điều trị kịp thời và hiệu quả bệnh bạch hầu có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi cấp tính tổn thương thần kinh viêm màng não suy hô hấp nặng thậm chí tử vong khả năng chống lại các loại thuốc trị liệu một số chủng vi khuẩn bạch hầu có thể trở nên kháng thuốc gây khó khăn trong việc điều trị và kéo dài thời gian điều trị ảnh hưởng xã hội và kinh tế bệnh bạch hầu có thể gây ra tác động xã hội và kinh tế nghiêm trọng đối với cá nhân gia đình và cộng đồng do thời gian nghỉ làm việc kéo dài, chi phí điều trị và mất mát năng suất lao động. Dễ tái phát, người đã từng mắc bệnh bạch hầu và được điều trị có nguy cơ cao tái phát bệnh nếu hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc nếu không duy trì đầy đủ liệu trình điều trị. Do đó, bệnh bạch hầu không chỉ nguy hiểm vì tính lây nhiễm mạnh mẽ mà còn do khả năng gây ra các biến chứng nghiêm trọng và khó điều trị. Điều quan trọng là phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời để ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng của bệnh này. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.